Rồi, chào các bạn, hôm nay mình lại quay trở lại xưởng nội thất của Louis. Thì để hôm nay coi mấy anh em sản xuất một cái lô hàng cho ngôi biệt thự tại quận 2. Và có một chị khách ở bên Củ Chi xuống coi tham quan xưởng luôn, thì mình sẽ tranh thủ ghi hình lại. Đó. Thì mình đang ở hiện tại mình trong khuôn viên xưởng nè. Thì bây giờ mình vô mình tranh thủ mình ghi hình mấy anh em đang làm gì bên trong một chút. Chị khách hàng là đang đặt lui thiết kế thi công một ngôi biệt thự ở Củ Chi cũng gần xưởng luôn. Đây là cái bếp nhà chị. Qua hỏi anh Thanh cái gỗ này gỗ gì? Gỗ cái này gỗ gì anh? Gỗ sồi. Gỗ sồi. Nhưng mà cái gỗ này là chỉ có sơn trắng không hay là chỉ để màu? Cho khách hàng người ta chọn. Còn để màu riêng thì thôi để họ tự nhiên chọn. Mà chỉ chọn màu chưa? À chọn màu trắng à. Như đây là nguyên bộ nội thất của chị luôn. Chị có bộ bếp á. Chị có đặt đồ quần áo luôn không? Có, có chưa rồi. Quần áo chưa mặc đúng không? Cắt cái gói này là bạn đợi giữa mai nó mới về. Muốn kiểu gì là có kiểu đó nha các bạn. Chỉ cần bên nội thất của Louis vẽ lên một cái bản thiết kế 3D là bên xưởng sẽ đem hình ảnh đó xuống triển khai sản xuất. Chỉ cần khách hàng duyệt cái thiết kế đó rồi là bên xưởng sẽ sản xuất y chang như vậy. Đi qua thử mấy khu khác coi. Đi quy trình cắt gỗ các bạn. Mà anh em công nhân đang thi công. Công nghệ phát triển nên nhờ mấy cái máy cắt như vậy nên tiến độ được đẩy nhanh rất nhiều. Chỉ cửa hả? Pano làm những cái trong cửa. Keo này dán vậy chắc không? Dạ, bỏ ra luôn chứ. Vậy luôn. Keo hai phần hả? Hai loại cứng nào á? Cứng lắm. Dán xong rồi bắn nẹp nữa hả? Cái nào? Nãy mới thấy bắn gì bụp á. Đấy nè. Nó là một miếng trống á, miếng trống này nè, bắn chỉ lên cho nó nổi chỉ lên á. Mình bắn về cho nó chắc nữa hả, đúng không? Cố định là thôi chứ keo nó dữ rồi. Keo khô keo nó. Yeah.
cái cửa vậy đó bạn. Phòng sơ các bạn. Mấy đơn hàng này có việc làm nói chung là cũng có lai rai rồi. Nhưng mà giờ
Hồi trước em xuống đâu thấy chất gỗ vô trong đây nhiều dữ vậy ta? Mới mua về đầu năm. Mua về hồi tháng 2. Cứ để chữ sẵn rồi có đơn hàng là cứ lôi ra quốc thôi, đúng không? Như anh là làm đại sở chứ có hay đi lắp ở tại công trình không? Ít đi lắm đúng không? Một cuối năm đi chỗ được rất đó. À, bữa đó xong là phi xe máy về đúng không? Má về nhà 11:12 đêm. Bữa đó là em về là 3-4 giờ sáng á. Về sáng mai mới đi làm nữa mà. Đâu thử nữa đâu. Chỉ về rồi hả? Ờ, cảm ơn. Rồi nãy nói chuyện bình thường vui vẻ hả? Đâu có gì đâu hả? Rồi vui vẻ thôi. Đúng hết mà đúng không? Đúng kích thước hết mà. Ủa mấy cái phụ kiện đó thì cũng cần phải đo kích thước nữa hả? Cứ nghĩ là nó có kích thước nhưng mà nó chỉ có theo cái những cái tiêu chuẩn và mã số riêng á. Ví dụ như cũng cái loại đó mà không, nhưng nó sẽ có 5 dãy số. Rồi chọn đúng cái dãy số của nó thì phải đúng theo kích cỡ đó. Chọn đúng cái dãy số. Mà hấp lo hay mình đặt hàng á, mình đánh sai dãy số, nó có hàng nó vẫn nhập cho mình. Nhưng mà phát hiện ra sai cái dãy số đó, mình dùng số cuối đi là mình muốn thu hồi lại không được. Khi đã duyệt đơn hàng là không thu hồi được. Sức khỏe khỏi con. Ok, vậy là mình vừa dẫn các bạn đi tham quan một vòng cái công tác sản xuất đồ nội thất cho căn biệt thự ở Củ Chi và căn biệt thự ở bên quận 2. Thì bây giờ mà cũng hết giờ làm mà các anh em để đi về rồi. Thì mình cũng lên xe về luôn. Nếu các bạn thấy video hay có thể like và đăng ký kênh để tiếp tục nhận được những thông báo video mới nhất từ Louis. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.